Nhạc cụ Minh Phụng luôn đem lại những sản phẩm đỉnh cao, gắn liền với chất lượng tốt nhất trong mọi phân khúc đến tay người tiêu dùng. Xin chào các bạn, lại là đội ngũ chúng mình đây. Chuyện là đêm hôm trước, khi mọi người đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, thì có hai bạn nữ đến showroom để xem đàn và bắt gặp hình ảnh bạn nhân viên đang đàn một bản nhạc trên cây đàn piano KS3. Tiếng đàn du dương và trầm ấm khiến cho hai bạn nữ thích thú và quyết định rước em nó về Gò Vấp. Vì thế, hôm nay hãy cùng mình giao cây đàn cho các bạn ấy nhé. Xe bán tải chở chiếc piano điện đã đến. Giờ là lúc anh em tụi mình bốc hàng xuống xe. Đội ngũ Minh Phụng đang mang từng bộ phận lên lầu cho khách, trải qua chặng đường mang cây đàn lên trên 3 tầng lầu. Dù áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng xen lẫn những tiếng cười nói vui vẻ khi nhận được cây Kidman KS3 do chính bạn ấy lựa chọn, đã làm anh em quên hết mệt mỏi. Vào bên trong, các bạn như đang lạc vào thế giới hoạt hình Nhật Bản đầy màu sắc, bên cạnh đó là sự gọn gàng và ngăn nắp trong bài trí không gian. Giờ là lúc chúng mình tiến hành lắp ráp sản phẩm. Trong thùng gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn và bộ ốc lắp đàn. Khi mua đàn, bên mình sẽ tặng kèm một ghế piano với thiết kế bền đẹp chắc chắn, với lớp đệm dày giúp bạn thoải mái khi ngồi, thích hợp cho những người mong muốn sử dụng lâu dài để rèn luyện, nâng cao kỹ năng để đạt đến trình độ cao hơn trong tương lai. Đàn có 88 phím cảm ứng lực nhấn cùng với 128 âm polyphony, mang đến chất lượng âm thanh tốt và khả năng cảm âm của người chơi. Bạn đang phân vân về chất lượng âm thanh, đàn Kidman KS3 sẽ giúp bạn. Với 210 điệu nhạc và 500 tiếng được cài sẵn sẽ giúp bạn thể hiện được phong cách chơi nhạc với nhiều màu sắc đa dạng. Chức năng record ghi âm giúp cho bạn nghe lại những bản nhạc mà bạn vừa chơi trên đàn. KS3 sở hữu màn hình multifunction LCD 4 inch thể hiện các chức năng của đàn. Polyphony còn gọi là đa âm, dùng để người chơi có thể đánh nhiều hơn một nốt nhạc cùng lúc trên đàn. Ngoài ra còn có 8 băng tiếng, mỗi băng chứa được 4 tiếng. Freeze, chức năng chơi đổi băng tiếng tự do không bị chuyển nhạc đệm. Dual voice, trộn 2 tiếng tạo thành tiếng mới. Key split, chia bàn phím thành 2 phần, tay trái một âm sắc và tay phải một âm sắc khác. Trên cây KS3 có khả năng tự động tắt khi bạn không sử dụng từ 30 phút nhờ vào chức năng auto off. Ngoài ra đàn còn có một chức năng đặc biệt là wanted setting. Khi người chơi chọn nhạc đệm bất kỳ, đàn sẽ tự chọn 4 âm sắc phù hợp với nhạc đệm. Chức năng chase bow tăng giảm tông, metronome dùng để đếm nhịp. Cây đàn có đa dạng cổng kết nối, cổng phone giúp làm người chơi không ảnh hưởng đến những người xung quanh, tránh gây tiếng ồn vào ban đêm. KS3 còn cho phép bạn đưa âm thanh ra ngoài khi muốn trình diễn một bài hát nào đó, phát ra dàn loa sân khấu. Cổng MIDI thì hiện nay khá phổ biến với các nhạc công, các bạn có thể truyền tín hiệu MIDI vào máy tính để soạn nhạc hoặc đơn giản là lưu bản nhạc bằng file MIDI. Đặc biệt khi khách mua KS3 sẽ được tặng kèm 10 bản nhạc Việt theo sở thích của khách do team Minh Phụng cài đặt. Sản phẩm Kidman KS3 có 3 màu cho các bạn lựa chọn là nâu gỗ, đen nhám và trắng. Đã đến lúc bạn nữ bóc siêu cây đàn. Bạn ấy rất hứng khởi và thích thú khi được chạm vào từng phím đàn trên Kidman KS3. Khi các bạn có nhu cầu tìm mua sản phẩm để học tập và đi biểu diễn, hãy đến với nhạc cụ Minh Phụng. Chúng mình sẽ cung cấp các quyền lợi như bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, trả góp lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại trong những chuyến đi sắp tới.